Chào các em, thầy rất vui được trở lại cùng các em tiếp tục bài học tiết 2 của bài học thứ nhất số phức. Thì ở tiết học thứ nhất, thầy trò chúng ta đã nghiên cứu bốn khái niệm. Thứ nhất là số y, thứ hai là định nghĩa số phức, ba là số phức bằng nhau và thứ tư là biểu diễn hình học số phức. Thì bây giờ chúng ta tiếp tục đến với khái niệm thứ năm, mô đun của số phức. Trước khi giới thiệu khái niệm mô đun của số phức thì thầy nhắc lại một kiến thức cũ mà các em đã học ở cấp dưới, đó là giá trị tuyệt đối của số thực. Thì thầy cho trục x phẩy ox, thì em biết là với mỗi số thực a cho trước thì xác định một điểm m trên trục x phẩy ox. Ví dụ thầy cho a là số thực âm thì xác định điểm m là nằm về bên trái của góc O. Thì khoảng cách từ O đến điểm biểu diễn M thì người ta gọi nó là giá trị tuyệt đối của A, tức là độ dài đoạn OM là giá trị tuyệt đối của số thực A. Như vậy, giá trị tuyệt đối của A là bằng độ dài của đoạn OM, khoảng cách từ O đến điểm biểu diễn. Thì hôm nay thầy giới thiệu đến các em là khái niệm mô đun số phức hoàn toàn tương tự giá trị tuyệt đối của số thực. Cụ thể như sau. Giả sử số phức z bằng a cộng bi được biểu diễn bởi điểm m ab trên mặt phẳng tọa độ oxa, và thầy cho hình ảnh minh họa. Như vậy m này là biểu diễn cho số phức z bằng a cộng bi. Thì khi đó độ dài vector om cũng là khoảng cách từ o tới điểm biểu diễn m, độ dài vector om được gọi là mô đun của số phức và vẫn được ký hiệu giống như trước đây. Tuy nhiên, về cách đọc thì khác nhau. Đối với số thực thì chúng ta đọc là giá trị tuyệt đối, còn đối với số phức thì chúng ta đọc là mô đun. Khác nhau là như vậy. Các em lưu ý. Và em biết điểm M có tọa độ AB thì vector OM cũng sẽ có tọa độ là AB. Mà độ dài vector thì một kiến thức cũ trong hình học 10, độ dài vector là bằng căn bậc 2 của hoành bình cộng tung bình. Vậy trong trường hợp này, mô đun của z là bằng độ dài vector OM và bằng căn của A bình cộng B bình. Hay chúng ta có thể viết một cách khác, đó là mô đun của A cộng BI bằng căn của A bình cộng B bình. Và có thể xem đây là một biểu thức đại số về mô đun của số phức. Và để nắm rõ hơn khái niệm mô đun của số phức và luyện tập những bài tập có liên quan, thầy mời các em đến với ví dụ số 8. Tính mô đun của mẫu số phức sau. A, z bằng 4 trừ 2y. Ta nhắc lại biểu thức đại số của mô đun. Mô đun của A cộng BI bằng căn của A bình cộng B bình. Vậy trong trường hợp này, mô đun của z sẽ bằng căn của 4 bình cộng với trừ 2 tất cả bình. Và kết quả là bằng 2 căn 5. Câu B, z bằng trừ 5y. Đây là số thuần ảo vì ta không thấy phần thực, có nghĩa là phần thực bằng 0. Vậy mô đun của z là mô đun của trừ 5y và nó sẽ bằng căn của 0 bình cộng với trừ 5 tất cả bình bằng giá trị tuyệt đối của trừ 5 bằng 5. Và về sau ta có thể viết gọn hơn là mô đun của trừ 5y là bằng giá trị tuyệt đối của trừ 5 bằng 5, tức là bằng giá trị tuyệt đối của phần ảo. Các em lưu ý điều này. Câu C, z bằng 1 trừ căn 2. Thì đây là một số thực và 1 trừ căn 2 là số thực, thì mô đun của z thì cũng chính là giá trị tuyệt đối của số thực 1 trừ căn 2. Và 1 trừ căn 2 là một số thực âm. Do đó giá trị tuyệt đối của 1 trừ căn 2 sẽ bằng là căn 2 trừ 1. Như vậy chúng ta đã nắm vững khái niệm về mô đun. Và thầy mời các em đến với ví dụ thứ 9 là những câu hỏi trắc nghiệm. Câu hỏi thứ nhất, tập hợp tất cả các điểm trong mặt phẳng tọa độ biểu diễn cho số phức có mô đun bằng 5 là A. Đường tròn tâm O bán kính bằng 5, B. Đường tròn tâm O bán kính bằng 25, C. Đường tròn tâm O bán kính bằng căn 5 và D. Đường tròn tâm O bán kính bằng 1/5. Vậy bốn đáp án này
giống nhau ở chỗ là đều là đường tròn tâm ô, chỉ khác nhau bán kính. Và chúng ta theo dõi giả thuyết của bài toán. Biểu diễn cho những số phức có mô đun bằng 5. Mà nói đến mô đun bằng 5 thì có thể ta nghĩ ngay đến điểm biểu diễn của số phức này. Và ta nhớ lại định nghĩa về mô đun. Mô đun chính là bằng độ dài vector biểu diễn, cũng là bằng khoảng cách từ O đến điểm biểu diễn bằng đoạn OM. Vậy trong trường hợp này, thầy sẽ giả sử số phức này là Z, có điểm biểu diễn là M. Thì mô đun của Z bằng 5 có nghĩa là OM bằng 5. Mà O là góc tọa độ nên O là điểm cố định. Vậy OM bằng 5 thì M sẽ chạy trên đường tròn tâm O bán kính bằng 5. Và chúng ta sẽ chọn đáp án A. Ở cách giải này thì thầy dùng suy luận hình học và áp dụng định nghĩa về mô đun. Và thầy xem đây là cách giải thứ nhất theo suy luận hình học. Xong, thầy muốn các em tiếp cận với một cách giải thứ hai, tức là dùng biểu thức đại số về mô đun. Thì chúng ta nhớ lại biểu thức đại số về mô đun như thế này. Mô đun của A cộng BI thì bằng căn bậc 2 của A bình cộng B bình. Như vậy, thầy đặt Z bằng X cộng II thì thầy suy ra điểm biểu diễn là M có tọa độ XY. Và mô đun của Z bằng 5 thì có nghĩa là mô đun của X cộng II bằng 5, tức là căn bậc 2 của X bình cộng Y bình bằng 5. Và hai vế cùng không âm, thầy bình phương thu được phương trình X bình cộng Y bình bằng 25. Và chúng ta để ý XY là tọa độ của điểm M và nó đang thỏa mãn phương trình bậc 2 này, thì ta cần biết đây là phương trình của đường nào trong mặt phẳng tọa độ OY. Một kiến thức cũ ở hình học 10 mà các em đã học, đó là phương trình của đường tròn. Nếu đường tròn C có tâm tọa độ là AB, bán kính bằng R, thì phương trình đường tròn sẽ là x trừ a tất cả bình cộng y trừ b tất cả bình bằng r bình. Như vậy, đối chiếu với phương trình trên thì ta thấy rõ ràng đây là phương trình của đường tròn. X bình chính là x trừ 0 tất cả bình cộng y trừ 0 tất cả bình bằng 5 bình. Như vậy, ta thấy điểm M thuộc đường tròn tâm O 0,0 bán kính R bằng 5. Như vậy, chúng ta cũng có thể tiếp cận bài này dưới góc nhìn đại số nhẹ nhàng. Và thầy mời các em đến với câu hỏi số 2. Có tất cả bao nhiêu số phức Z thỏa mãn đồng thời các điều kiện? Mô đun của Z bằng 2 và phần thực bằng 1. Chúng ta chú ý, có bao nhiêu số phức thỏa mãn đồng thời hai điều kiện? Mô đun của Z bằng 2 và phần thực bằng 1. Chúng ta có thể tiếp cận bài này dưới biểu thức đại số về mô đun, cũng có thể hình học. Như vậy thầy sẽ giới thiệu với các em cách giải thứ nhất là theo biểu thức đại số. Theo biểu thức đại số thì thầy đặt ngay Z bằng X cộng Y. Thì lúc đó mô đun của Z sẽ là mô đun của X cộng Y. Vậy mô đun của Z bằng 2 thì thầy có căn bậc 2 của X bình cộng Y bình bằng 2. Và phần thực bằng 1 thì ở đây là X bằng 1. Do đó ta có hệ phương trình như trên. Và tương tự bình phương hai vế phương trình 1, ta thu được hệ này. Lấy x bằng 1 ở phương trình dưới thế lên phương trình trên thì ta tìm được y bình bằng 3. Y bình bằng 3 tức là y bằng cộng trừ căn 3. Và như thế này thì ta sẽ có hai trường hợp. X bằng 1, y bằng căn 3, hoặc nếu cho là hoặc x bằng 1, y bằng trừ căn 3. Và với cặp số thực thứ nhất 1 căn 3 thì xác định số phức Z1 thầy đặt là Z1 bằng 1 cộng căn 3 y. Và trường hợp thứ hai thì ta tìm được số phức Z2 1 trừ căn 3 y. Như vậy ta thấy là đã có hai số phức thỏa yêu cầu bài toán. Và đó là cách giải thứ nhất theo suy luận về mặt đại số. Còn về mặt hình học thì với bài này chúng ta sẽ tiếp cận như thế nào? Thầy giới thiệu cách giải thứ hai. Thì khi nói đến mô đun thì thầy sẽ nghĩ ngay đến điểm biểu diễn của số phức. Vậy, thầy nói giả sử Z bằng X cộng Y có điểm biểu diễn là M
thì M sẽ có tọa độ là XA. Mô đun của Z bằng 2, có nghĩa là OM bằng 2. Mà OM bằng 2, từ góc O đến điểm M bằng 2, thì bài tập khi nãy ta đã biết rồi. Lúc này M sẽ chạy trên đường tròn tâm O, bán kính bằng 2. Mặt khác, phần thực bằng 1, thì ở đây có nghĩa là X bằng 1. X bằng 1, hoành độ bằng 1, thì điểm M sẽ chạy trên đường thẳng D có phương trình x bằng 1, tương tự bài tập khi nãy. Và M vừa thuộc đường tròn C, vừa thuộc đường thẳng D, thì rõ ràng M là điểm chung của C và D. Muốn biết có bao nhiêu số phức thỏa mãn hai điều kiện này, thì ta chỉ cần tìm hiểu có bao nhiêu điểm M như vậy. Và C và D, để làm sao biết được số giao điểm giữa hai đường này, thì ta có thể dùng hình ảnh. Bởi vì C và D là những đường rất đơn giản. Đường tròn tâm O bán kính bằng 2, đường thẳng D x bằng 1 là đường song song trục tung, các trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1. Và quan sát về hình vẽ thì ta thấy D và C có hai giao điểm. Như vậy, tương ứng sẽ có hai số phức thỏa yêu cầu bài toán. Tuy nhiên, với những trường hợp phức tạp hơn thì chúng ta vẽ hình sẽ tốn rất là nhiều thời gian. Thì chúng ta có thể xét vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn thông qua hai đại lượng, đó là khoảng cách từ tâm đến đường thẳng và bán kính. Và trong trường hợp này, khoảng cách từ tâm O đến đường thẳng D là bằng 1, bé hơn R, R bằng 2. Do đó D và C sẽ có hai giao điểm. Và có hai giao điểm thì sẽ có hai số phức thỏa yêu cầu bài toán. Như vậy, thầy đã kết thúc cách giải thứ hai theo suy luận hình học. Thầy muốn các em nhìn lại hai cách giải này thì thầy có nhận xét thế này. Ở cách giải thứ nhất thì ngoài việc là xác định được là có hai số phức thỏa yêu cầu thì chúng ta còn tìm luôn cụ thể hai số phức đó. Một cộng trừ căn 3y. Tuy nhiên ở cách giải thứ hai thì chúng ta chỉ dừng lại ở chỗ là biết được hai giao điểm. Nên ta biết sẽ có hai số phức thỏa yêu cầu. Vậy trong trường hợp D mà hỏi cụ thể đến các phần thực phần ảo của các số phức thỏa yêu cầu thì rõ ràng ở cách thứ hai này là chưa giải quyết thấu đáo bài toán này. Do vậy tùy theo mỗi bài toán mà các em lựa chọn cho mình một cách giải phù hợp. Tiếp theo thì mời các em đến với khái niệm cuối cùng của bài này, đó là số phức liên hợp. Thì số phức liên hợp được phát biểu như thế nào thì các em theo dõi. Cho số phức Z bằng A cộng BI, ta gọi A trừ BI là số phức liên hợp của số phức Z và ký hiệu là Z gạch ngang. Vậy Z ngang sẽ bằng A trừ BI. Và chúng ta có nhận xét gì về hai số phức được gọi là liên hợp này? Thì ta thấy số phức Z và số phức Z ngang có phần thực bằng A. Phần ảo thì với Z là bằng B, Z ngang là bằng trừ B. Như vậy phần ảo đối nhau. Ngoài rất là dễ nhớ khái niệm này. Liên hợp nhau thì phần thực bằng nhau và phần ảo đối nhau. Và thầy sẽ biểu diễn hai số phức này lên trên cùng mặt phẳng tọa độ để các em nhận ra những đặc điểm của hai số phức liên hợp trong các điểm biểu diễn. Thì thầy đặt tên điểm M có tọa độ AB là biểu diễn cho số phức Z bằng A cộng BI. Và điểm thứ hai biểu diễn cho Z ngang, thầy đặt tên là M phải, tọa độ là A trừ B. Và chúng ta bằng hình ảnh trực quan thấy ngay là M và M phải đối xứng qua trục hoành. Vậy ta có nhận xét thứ nhất. Trên mặt phẳng tọa độ, các điểm biểu diễn của Z và Z ngang là đối xứng nhau qua trục OX. Đó là nhận xét thứ nhất. Cũng bằng hình ảnh trực quan, chúng ta dễ thấy hai đoạn OM và OM phải là bằng nhau do tính đối xứng, hay là độ dài hai vectơ này bằng nhau. Nói cách khác là mô đun của Z sẽ bằng mô đun của Z ngang. Nếu về đại số thì chúng ta cũng có thể kiểm chứng được điều này. Mô đun của Z là căn của A bình cộng B bình. Mô đun của Z ngang là căn của A bình cộng trừ B tất cả bình. Kết quả cũng bằng căn A bình cộng B bình. Như vậy chúng ta đã thấy được mô đun của Z và mô đun của Z ngang là bằng nhau.
Thầy muốn các em nhận xét cho thầy thêm một ý nữa. Vết ngang bằng A trừ BI. Vậy theo các em, liên hợp của vết ngang sẽ là gì? Liên hợp của vết ngang sẽ là gì? Thì như ta đã biết, liên hợp tức là phần thực bằng nhau và phần ảo đối nhau. Như vậy trong trường hợp này thì vết hai ngang sẽ bằng A cộng BI. Như vậy vết hai ngang là bằng lại vết, có nghĩa là liên hợp của vết ngang là bằng vết. Và người ta nói vết và vết ngang là những số phức liên hợp nhau. Liên hợp nhau, các em chú ý. Và chúng ta sẽ tiếp cận những ví dụ để làm rõ hơn khái niệm về số phức liên hợp. Thầy mời các em đến với ví dụ 10. Câu hỏi tự luận nhẹ nhàng. Tìm số phức liên hợp của mỗi số phức sau. A 1 trừ 2y, B trừ bi y. Và ta mới vừa được học hai số phức liên hợp z mà bằng a cộng bi thì z ngang sẽ là a trừ bi. Như vậy ở đáp án A, ở câu A thì ta thấy z bằng 1 trừ 2y thì z ngang ở đây sẽ là 1 cộng 2y. Ở câu B, z bằng trừ bi y tức là không trừ bi y. Như vậy z ngang ở đây sẽ là bi y. Rất đơn giản. Thầy mời các em đến với câu hỏi tiếp theo, ví dụ số 11 là những câu hỏi trắc nghiệm. Câu hỏi thứ nhất. Cho z bằng 3 cộng 4y. Điểm nào sau đây trên mặt phẳng tọa độ biểu diễn hình học cho số phức z ngang? A là M34, B là điểm N43, V điểm phê 3 trừ 4 và quy là trừ 3, 4. Thì quan sát số phức z là 3 cộng 4y. Như vậy, z ngang ở đây sẽ là 3 trừ 4y. Do vậy, biểu diễn cho z ngang sẽ có tọa độ là 3 trừ 4 và đó chính là điểm phê, đáp án C. Thầy mời các em đến với câu hỏi số 2. Thầy gọi A, B, C lần lượt là các điểm biểu diễn hình học cho các số phức z1, z2, z3. Biết z1 bằng 2 cộng 3y, z2 ngang bằng trừ 5 cộng 2y, z3 2 ngang bằng 3 cộng 2y. Khi đó trọng tâm tam giác ABC biểu diễn cho số phức nào sau đây? A là y, B là 3y, C 3 cộng y và D là trừ y. Và chúng ta đọc lại đề. A là biểu diễn cho Z1. B là biểu diễn cho Z2 và C là biểu diễn cho Z3. Câu hỏi trọng tâm tam giác ABC thầy giả sử là G. Biểu diễn cho số phức nào? Vậy để biết trọng tâm G biểu diễn cho số phức nào trong bốn số phức ở bốn đáp án thì chúng ta cần tìm tọa độ trọng tâm G. Và một kiến thức cũ mà các em cần nhớ. G là trọng tâm tam giác ABC thì ta có đẳng thức XG bằng XA cộng XB cộng XC chia 3 và tương tự YG bằng YA cộng YB cộng YC chia 3. Như vậy để tìm được điểm G thì các em cần tìm tọa độ ba đỉnh A, B, C. Và đề đang cho rằng A biểu diễn Z1 mà Z1 bằng 2 cộng 3y thì điểm A sẽ có tọa độ là 2, 3. Ở đây là Z2 ngang bằng trừ 5 cộng 2y thì ta phải tìm Z2 và Z2 sẽ bằng trừ 5 trừ 2y. Do đó điểm B biểu diễn cho Z2 sẽ có tọa độ là trừ 5 trừ 2. Tương tự, ở đây là C biểu diễn cho Z3 mà giả thuyết đang cho là Z3 hai ngang. Mà ta biết Z3 hai ngang thì bằng Z3. Do vậy Z3 bằng 3 cộng 2y. Do đó điểm C có tọa độ là 3 2. Vận dụng công thức Bên, chúng ta dễ dàng tìm ra tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC. Và XG sẽ bằng XA cộng XB cộng XC chia 3, kết quả bằng 0. YG bằng YA
cộng IB cộng IC chia 3, kết quả bằng 1. Như vậy, điểm G có tọa độ là 0, 1. G có tọa độ 0, 1 thì điểm G sẽ biểu diễn cho số vectơ 0 cộng 1y, tức là bằng y. Và đáp án được lựa chọn ở đây là A. Như vậy chúng ta kết thúc câu hỏi trắc nghiệm thứ hai. Và thầy mời các em đến với câu hỏi số 3. Cho số vectơ z bằng x cộng yy với xy thuộc R và modulus của x trừ 3 cộng y trừ 4 nhân y bằng 1. Trong các số vectơ thỏa điều kiện trên, gọi z0 là số vectơ có modulus bé nhất. Khi đó tổng phần thực và phần ảo của z0 ngang bằng A trừ 42 phần 5, B 28 phần 5 và C trừ 4 phần 5, D 21 phần 4. Và chúng ta đọc kỹ lại đề. Câu hỏi này không đơn giản như những câu hỏi vừa rồi. Người ta hỏi tổng phần thực và phần ảo của z0 ngang thì chắc chắn là chúng ta sẽ đi tìm z0 ngang. Mà muốn tìm z0 ngang thì chúng ta sẽ đi tìm z0. Mà z0 là số vectơ có modulus bé nhất trong tất cả các số vectơ thỏa điều kiện trên. Như vậy thì ta thấy ở đây là đụng đến modulus bé nhất. Mà nói đến modulus thì thầy sẽ nghĩ ngay đến điểm biểu diễn. Vậy nếu như thầy gọi M là điểm biểu diễn cho số vectơ z thì z bằng x cộng yy thì điểm M sẽ có tọa độ là xy. Và cái giả thuyết người ta cho mấu chốt là ở chỗ modulus của x trừ 3 cộng y trừ 4y bằng 1. Thì chắc chắn là ta sẽ sử dụng biểu thức đại số của modulus vào đây. Và thầy có thể bình phương hai vế thì để mắc căng ghi cho nó gọn thì ta thu được phương trình là x trừ 3 tất cả bình cộng y trừ 4 tất cả bình, vế phải vẫn bằng 1. Và với kiến thức khi nãy thì chúng ta ở tiết học trước thì chúng ta biết đây là phương trình của đường tròn. Đây là phương trình của đường tròn. Đường tròn này sẽ có tâm tọa độ là 3, 4 và bán kính R sẽ bằng 1. Và em để ý rằng M tọa độ là xy mà xy thỏa mãn phương trình của đường tròn thì điểm M phải nằm trên đường tròn này. M phải nằm trên đường tròn này. Như vậy ta thấy M biểu diễn cho z thì M đang chạy trên đường tròn tâm y tọa độ 3, 4 bán kính bằng 1. Và thầy sẽ minh họa trên mặt phẳng tọa độ. Và các em nhìn vào hình vẽ thì thấy M là đang thay đổi trên đường tròn này. Và người ta đang nói về modulus của z bé nhất. Và ta biết modulus của z là bằng khoảng cách từ O đến M, tức là bằng độ dài đoạn OM. Mà M chạy trên đường tròn này thì modulus này bé nhất khi OM bé nhất. Mà OM bé nhất khi nào? Thì bằng hình ảnh trực quan này, chúng ta biết ngay M sẽ nằm ở vị trí này. Nếu như người ta hỏi modulus của z lớn nhất thì M sẽ nằm ở đâu? Thì M sẽ nằm ở vị trí đối xứng bên này. Đúng không? Như vậy để tìm được số vectơ mà có modulus bé nhất thì ta cần tìm tọa độ điểm M này. Để tìm được tọa độ điểm M này thì sẽ có các cách giải khác nhau, có những con đường khác nhau. Tuy nhiên thầy sẽ chọn cho các em con đường gọn gàng và cũng tương đối nhẹ nhàng. Đó là thầy sẽ thiết lập hệ thức vector từ 3 điểm Y, M, O. Thì thầy thiết lập hệ thức vector thì trước hết thầy phải nhận xét về hai yếu tố. Thứ nhất là hướng và thứ hai là độ dài. Người ta thấy vector IM và vector IO là hai vector cùng hướng. Về độ dài thì IO, độ dài vector IO là độ dài đoạn IO mà Y có tọa độ là 3, 4, còn góc O tọa độ là 0, 0. Do đó, độ dài đoạn IO chúng ta dễ dàng tính được là căn của 0 trừ 3 tất cả bình cộng 0 trừ 4 tất cả bình là bằng 5. Và độ dài đoạn IM thì bằng bao nhiêu? Thì IM chính là bán kính đường tròn nên độ dài là bằng 1. Như vậy, hai vector IM và IO cùng hướng và độ dài IM bằng 1, IO bằng 5 thì ta có ngay đẳng thức vector vector IM bằng 1 phần 5 vector IO. Và như các em đã biết,
vector bằng vector thì tọa độ tương ứng bằng nhau. Vậy xm trừ xy tức là x trừ 3 sẽ bằng 1 phần 5 xo trừ xy, mà xo là 0 trừ 3 nên chỗ này là trừ 3. Tương tự, tung độ bằng tung độ thì y trừ 4 sẽ bằng 1 phần 5 0 trừ 4, tức là 1 phần 5 nhân với trừ 4. Và phương trình này chúng ta giải ra được x bằng 12 phần 5, y bằng 16 phần 5. Và với x bằng 12 phần 5, y bằng 16 phần 5 thì chúng ta tìm được z zero sẽ là 12 phần 5 cộng 16 phần 5 y. Và z zero bằng như vậy thì ta dễ dàng thấy được z zero ngang sẽ là 12 phần 5 trừ 16 phần 5 y. Và câu hỏi ở đây là tổng phần thực và phần ảo của z zero ngang. Thì ở đây sẽ là 12 phần 5 cộng với trừ 16 phần 5. Kết quả sẽ là trừ 4 phần 5. Và chúng ta sẽ chọn đáp án C. Như vậy, thầy vừa giới thiệu với em về cách tìm số phức có modulus bé nhất trong những số phức thỏa điều kiện trên. Cũng như thầy nói khi nãy, nếu bài toán này đặt lại là tìm số phức có modulus lớn nhất, thì thầy đã nói rồi, lúc này có nghĩa là M sẽ cách O một khoảng xa nhất, thì M sẽ là đối xứng của đây. Thì trong trường hợp này, thầy lưu ý, chúng ta cũng sẽ thiết lập hệ thức vector. Nhưng lúc này vector IM và vector IO là hai vector ngược hướng. Do đó trong trường hợp này, vector IM sẽ bằng trừ 1 phần 5 vector IO. Và chúng ta các em sẽ tìm ra được điểm M tương tự. Chúng ta chú ý thêm trong trường hợp này. Và như thế chúng ta đã vừa kết thúc bài tập số 3, câu hỏi số 3 trong ví dụ 11. Và đây là một câu hỏi cũng khá là thú vị. Các em lưu ý thêm. Và đồng thời chúng ta cũng đã kết thúc khái niệm thứ 6 của bài học đầu tiên, số phức liên hợp. Và thầy muốn dành một phút để điểm lại những nội dung chính trong bài mà chúng ta đã học. Thì ở bài này như từ đầu thầy nói sẽ có 6 khái niệm. Y bình bằng trừ 1, một đặc điểm đặc biệt của số y các em lưu ý. Số phức z bằng a cộng bi, một biểu thức như vậy, trong đó a, b là những số thực. Hai số phức bằng nhau khi phần thực bằng phần thực, phần ảo bằng phần ảo. Nói về biểu diễn hình học, thì mỗi điểm sẽ biểu diễn cho một số phức và một số phức sẽ xác định một điểm trên mặt phẳng tọa độ. Modulus thì chúng ta nhớ hai ý. Thứ nhất là về hình học, về định nghĩa thì modulus là khoảng cách từ góc tọa độ đến điểm biểu diễn, là độ dài của vector OM. Về biểu thức đại số thì modulus sẽ bằng căn bậc 2 của phần thực bình cộng phần ảo bình. Và cuối cùng đó là số phức liên hợp. Liên hợp thì phần thực bằng nhau, phần ảo đối nhau. Các em về nhà làm hết bài tập sách giáo khoa và làm thêm một số bài tập mà thầy cho ở đây. Và như vậy, tiết học thứ hai của chúng ta trong bài học đầu tiên cũng sẽ khép lại tại đây. Thầy chúc các em vui, khỏe, học tốt. Xin chào và hẹn gặp lại. Thầy chào các em.